là cách làm một cái đèn ngủ tự xoay bằng bóng led, tức là tận dụng cái nguyên lý hoạt động của nó đốt nóng không khí phía trong, và không khí phía bên trong của cái loại lon bia nó nóng thì nó nóng hơn không khí bên ngoài. Chính vì nó nóng hơn cho nên nó sẽ nhẹ hơn, không khí nó sẽ nhẹ hơn và loãng hơn không khí bên ngoài, và nó sẽ có cái chiều hướng bay lên. Khi nó có cái chiều hướng bay lên thì nó phát ra các cái cánh quạt mà mình đục ở trên đầu, nó theo một cái hình cánh quạt, và vô tình nó đẩy vào cái cánh quạt làm cho cái lon bia nó quay. Và bây giờ mình sẽ làm cái đèn ngủ tự xoay bằng cách là mình không dùng bóng quả nhót nữa, mà mình sẽ dùng một cái con điện trở nhiệt. Mà cái con điện trở nhiệt thì nó chỉ bộ độ khoảng độ 3,5K, 3.500 một con, mua mua nhiều thì có 3.000 một con thôi. Nó rất là rẻ, rẻ hơn và cả cái bóng quả nhót cơ. Và mình sẽ lắp cái con điện trở nhiệt này vào trong cái bộ chân mà mình đã chế tạo bộ trước, và các bạn có thể chế tạo cái bộ chân khác kiểu, không nhất thiết phải chế tạo theo cái kiểu này. Sau đó thì mình sẽ đấu điện trực tiếp nguồn 220 vào trong cái thẳng vào cái con điện trở nhiệt đó bằng điện 220. Sờ tay xem cho nó ấm lên, xem nó đã ấm lên chưa. Sau đó thì mình sẽ lắp cái lon coca vào mà nó đã được đục sẵn cánh quạt vào trong cái trục. Và bây giờ thì ống ba la. Ống ba la xem nó có quay không nào. Không động chạm gì, chẳng có cái motor nào mà nó quay, chẳng lẽ lại gia trưởng cho nó quay? Không phải, đây là nguyên lý đốt nóng bên trong cho nên là nó quay. Và khi mình lắp cái con điện trở nhiệt vào thì nó quay bằng cái con điện trở nhiệt đó, nó đốt nóng mạnh hơn cái bóng đèn quả nhót. Vì nó đốt nóng mạnh hơn cái bóng đèn quả nhót cho nên nó quay như điên, nó quay mạnh hơn, quay nhanh hơn, quay nhanh hơn cả bóng đèn quả nhót. Với cái tình trạng là nó quay nhanh hơn cho nên mình sẽ khắc phục nó bằng cách là làm sao cho nó quay chậm bớt đi, và quay nhanh hơn thì đồng nghĩa nó với việc là nó tốn điện hơn. Một con điện trở nhiệt này nó khoảng độ 20 đến 30W bình quân và trung bình là như vậy, xê dịch nhau trước sau gì đó. Bây giờ mình muốn cho nó tốn ít điện hơn và nó quay ở một cái tốc độ vừa đủ vừa phải thôi, mình không muốn nó quay nhanh quá. Thì mình lấy một cái con diode nắn điện bất kỳ ở trong cái bộ chân lưu hỏng, nó thường thường có rất nhiều diode, nhất là cái bộ diode mà nó có 4 con nắn, bạn tháo bớt ra một con ở trong cái bộ chân lưu hỏng hoặc là trong bất kỳ một cái bo điện tử nào ở gần cái bộ nguồn thì đều có con diode nắn điện hết. Và các bạn lấy cái con diode đó ra, và không có mỏ hàn thì các bạn buộc, có hàn mỏ hàn thì các bạn hàn càng tốt, và các bạn đấu con diode đó vào đầu nào cũng được hết, đầu ngược hay đầu xuôi đều được hết, các bạn cứ đấu theo cái cách của mình. Một cái con diode thông thường như thế này thôi nhưng nó giảm được điện đi rất là nhiều, vì nó nắn có một nửa chu kỳ cho nên nó giảm điện đi gần như là một nửa chu kỳ, làm cho cái con điện trở nhiệt sẽ hoạt động
ở cái mức độ là giảm bớt công suất và nó sẽ nóng nhẹ hơn, và dẫn đến là cái lon bia sẽ quay chậm hơn. Bây giờ lon bia thì đã quay rồi, đèn thì đã quay rồi. Còn vấn đề là ánh sáng. Còn nếu nó chỉ quay không như vậy thì không đẹp. Vấn đề là ở đây là ánh sáng, làm sao cho nó đẹp đẹp một chút. Thì các bạn có thể thắp bất kỳ cái loại bóng gì vào cho nó sáng. Chỉ thêm phần ánh sáng vào nữa thôi. Các bạn thích lắp bóng gì cũng được hết. Nhưng ở đây mình lắp bóng LED vào cho nó nhẹ điện và nó nhiều màu sắc theo cái ý thích. Mình lấy bóng LED ở trong những cái vột muỗi. Trong vột muỗi nó có hai con bóng LED, một con báo hiệu khi mà cắm sạc với một con bật đèn pin. Các bạn lấy cả hai con. Cái con bóng báo hiệu khi cắm sạc thì nó nhấp nháy, cứ có điện vào là nó nháy, nó cứ chớp nháy và đổi màu rất là đẹp, các bạn lấy luôn. Hoặc là các bạn có thể lấy bất kỳ bóng LED gì cũng được, nó sáng sáng một chút và các bạn có thể lắp tùy ý bao nhiêu bóng LED cũng được, và các bạn có thể lắp nối tiếp 4 con 1 hoặc là song song 4 con 1. Cái mạch lắp bóng LED thì bữa trước mình có một cái video hướng dẫn rồi, và các bạn chịu khó vào đấy xem và tìm hiểu sẽ làm được cái mạch này thôi. Bởi vì cái video nó dài thì xem nó sẽ rất nhàm chán, cho nên mình sẽ không làm luôn cả cái mạch làm bóng LED. Có thể vào ngày mai ngày kia thì mình sẽ bổ sung thêm một cái video về cái làm cái bóng LED cụ thể, và rõ ràng mình đưa lên một cái sơ đồ ngắn về cái mạch bóng LED cho các bạn làm tham khảo cho nó dễ. Bởi vì cũng không phải là ai cũng hiểu biết về điện tử, và cũng không phải là ai cũng có sẵn mỏ hàn các thứ, cho nên các bạn có thể lắp bằng các loại bóng khác. Ở đây là mình đấu nối tiếp 4, 5 con, 6 con, sau đó thì mình nối thêm còn một con nữa là 6 con bóng LED. Và các bạn lưu ý ở trong cái đèn ngủ tự xoay, khi cái không khí nó đốt nóng lên ở trong đó, mọi thứ nó đều rất là nóng. Chính vì thế các bạn phải dùng những cái thứ mà nó chống được nhiệt để mà cách điện cho những cái con bóng LED ở trong đó. Những cái thứ mà nó có thể chống, nó có thể chịu nhiệt được. Các bạn không nên sử dụng băng dính, bởi vì băng dính thì nó sẽ bị chảy ra. Mà các bạn tốt nhất là nên lấy những cái ống gen mà các bạn mua ở cái hiệu người ta bán linh kiện đồ điện dân dụng, người ta hay bán đồ điện sửa chữa quấn biến thế motor, người ta hay bán ống gen, mua cái loại ống gen nhỏ nhỏ về luồn vào. Cái ống gen đó là cái ống gen chịu nhiệt rất là tốt. Ở đây mình có làm thêm một cái lon bia, lon vỏ húc của cả một cái quai cánh quạt. Với cái cánh quạt là nó có 8 cánh nằm phía trong chứ không đục ra phía ngoài. Thì các bạn làm cánh quạt nằm phía trong cái lon Coca hay là nằm ở phía ngoài thì nó đều quay hết, nghĩa là các bạn làm chuẩn. Nhưng mình cảm nhận thì khi cánh quạt nằm ở phía ngoài nó sẽ có cái đòn bẩy lực mạnh hơn, dài hơn là cái cánh quạt nằm phía trong, cho nên cái cánh quạt nằm phía ngoài
nó sẽ quay khỏe hơn với cái quản ở bên trong. Còn nếu các bạn làm chuẩn thì cái non nào nó cũng quay hết. Vấn đề là các bạn đục ở cái đít. Và các bạn muốn trang trí cho cái lon coca hay lon bổ húc, cái đèn ngủ nó trở nên đẹp đẽ, thì các bạn lấy một cái kim, đó là kim khâu, và các bạn lấy một cái đũa hay một cái que chè chẻ ra và dắt cái kim khâu ở đấy. Sau đó các bạn lấy một tờ giấy, vẽ những cái hình thù mà các bạn thích lên cái tờ giấy. Sau đó thì các bạn sẽ luồn cái tờ giấy đó vào trong cái lon coca cola, ôm ra ngoài cái lon Coca-Cola, và các bạn sẽ dùng cái kim các bạn đâm theo cái hình thù mà các bạn vừa mới viết lên cái tờ giấy đó, theo cái ý định của các bạn. Và nếu các bạn thấy nó cứ ộp ọp, nó lỏng, các bạn thấy nó không được chắc chắn thì nó hay bị móp cái lon Coca, thì các bạn sẽ nhét vào trong đó một cái rẻ, sau đó thì các bạn sẽ dùng cái kim để sắp thì nó sẽ đỡ bị móp cái lon coca hơn, và các bạn có thể sắp những cái hình thù hay là những cái chữ viết mà các bạn cảm thấy như thế nào mà nó đẹp, thích mắt theo ý thích của từng người một, và cái độ khéo tay của từng người một, của từng người. Thắp cái đèn bằng bóng led và con điện trở nhiệt, nó có ưu điểm là nó bền hơn rất là nhiều, bởi vì con điện trở nhiệt nó bền, nó nung nóng, còn bóng led thì nó thắp sáng và mức độ tốn điện cũng không có nhiều, bởi vì cái con điện trở nhiệt đó đã bị giảm đến một nửa công suất khi mà nó đi qua một con diode. Và bóng led thì là tiết kiệm điện, là siêu tiết kiệm điện, cho nên nó cũng không có tốn điện quá nhiều. Thứ hai nữa, bóng led nó có rất nhiều màu và nó có thể thắp nhiều màu theo ý thích, và nó có thể nhấp nháy tỏa ra những cái ánh sáng mà tóe ra trông nó rất là xinh đẹp. Bài hướng dẫn của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.